thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Như chúng tôi đã loan báo với quý khán thính giả, cơ quan FDA đã chấp thuận cho cái viện bào chế Johnson & Johnson được quyền sản xuất thuốc ngừa chủng COVID-19 mà chỉ có một liều thuốc không mà thôi. Và 22 người chuyên viên ở trong cái ủy ban này, tức là trong cái hội đồng cố vấn, gồm có 22 người thành viên là chuyên viên trong tất cả những cái lĩnh vực liên quan tới vấn đề internal medicine, tức là nội khoa, pediatric về vấn đề nhi khoa, vaccine vấn đề ngừa chủng, và epidemiology tức là về vấn đề dịch tễ. Thì những cái thành viên trong cái ủy ban này họ đã đồng thanh bỏ phiếu chấp thuận hết. Trước đây thì như quý vị biết là Pfizer cũng như là Moderna thì có một ông chuyên viên ở trong đó, ông bỏ phiếu trắng và ông cũng không có cắt nghĩa lý do tại sao ông không có chấp thuận. Nhưng mà hôm nay thì Johnson & Johnson đã được hầu như là được cái phiếu ủng hộ tuyệt đối. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến giữa con người với lại cái virus ấy, thì chúng tôi phải loan báo với quý vị cái vũ khí mới bây giờ đó mà nhà nước Mỹ bắt đầu chấp thuận do cơ quan FDA đó, đó là Johnson với cái vaccine của Johnson. Đó là một vũ khí, một trong những cái thêm vào cái loại vũ khí để tấn công con virus của con người. Vâng. Thì cái thuốc ngừa chủng của Johnson & Johnson, thưa quý vị, thì họ lấy cái gọi là họ lấy cái phần ở trên, tức là cái protein của cái con virus, và họ cấy vào trong cái người, và chỉ có cái phần trên là cái phần mà nó dùng để mà xuyên qua những cái tế bào của con người, nó đi vào trong đó và nó tạo cho chúng ta bị lây nhiễm COVID. Thì cái thuốc ngừa chủng này nó sử dụng một cái hình thức như vậy, và nó khiến cho cơ thể, cái sự miễn nhiễm cái cơ thể của chúng ta tạo ra những cái kháng thể và chống lại cái protein mà lạ nó xâm nhập vào con người. Và đó là một trong những cái phương thức mới. Thuốc Johnson & Johnson là một cái loại thuốc mà có thể được để lâu được trong một cái thời hạn tối thiểu là 3 tháng. Và do đó thì các cái dược phòng nhỏ cũng như là các cái chẩn y viện, tức là những cái y viện nhỏ, họ có thể dự trữ được cái thuốc này để chích ngừa. Và đó là một trong những cái phương thức mà sau này về cái vấn đề phân phối cũng như là cái vấn đề chích ngừa nó sẽ được quảng bá. Và người ta hy vọng rằng với cái thuốc Johnson & Johnson này đã được tung ra vào ngày mai, thì Hoa Kỳ sẽ có vào khoảng 45 triệu người ngay cái từ đây cho tới cuối tháng 3 này được chích ngừa. Và sau đó người ta nghĩ tới tháng 6 này thì hãng Johnson & Johnson có thể chế tạo ra được tới cung cấp được 100 triệu liều thuốc này thôi. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta có một cái vaccine thứ ba để chữa con cúm Vũ Hán này đó, thì tùy theo quý vị, nếu quý vị mà đã đăng ký thì bây giờ quý vị có thể có được, người ta có thể sắp xếp quý vị vào chích hoặc là Pfizer hoặc là Moderna hoặc là cái Johnson & Johnson. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng dù chúng ta chích cái loại nào chăng nữa thì chúng ta cũng tạo được cái kháng thể để chống lại cái con virus. Đó là điều mà tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy như thế. Vâng, cái vaccine này đó, của Johnson & Johnson thì nó có hiệu lực chỉ có tới 66% thôi. Nhưng mà theo cái tài liệu của cơ quan FDA đó, thì nó có hiệu lực để mà nó có thể ngăn cản được kể cả những cái bệnh COVID mà nó có tính cách nặng nề. Tức là nếu mà chúng ta bị nặng thì cái này nó vẫn có thể nó ngừa chủng được những cái COVID mà nó có thể làm cho chúng ta bị bệnh lây nhiễm một cách nặng nề.
và tránh cho chúng ta không có phải đi vào bệnh viện cũng như tránh cho chúng ta không có bị tử vong. Thì tới cuối tháng này Johnson & Johnson sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ 20 triệu liều thuốc, và quý vị sẽ thấy rằng trong tuần tới ngay tại quận Cam là cái Johnson & Johnson cũng đã sẽ xuất hiện thôi. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe cái có nhiều cái hãng chế thuốc như thế này đó, thì chúng ta mới biết nên nhớ một điều là nhiều khi cái con virus nó hiệu nghiệm với cái thuốc này nhiều, cái thuốc hiệu nghiệm với thuốc chơi ít. Nhưng mà với cái hãng Johnson & Johnson ấy, thì chúng ta biết rằng chúng ta có một cách để ngừa con virus. Và vì vậy cho nên tùy theo, nếu có những người mà chích cái Johnson & Johnson rồi đó thì thấy nó có thể nó rất hiệu nghiệm đối với lại một con virus mà nó hơi biến chủng một tí. Trong khi đó đối với lại những người chích cái Pfizer và Moderna đó, thì nó hiệu nghiệm một mặt này mà cái mặt khác nhiều khi nó không hiệu nghiệm được. Thành ra tùy theo quý vị, khi quý vị chích thì quý vị sẽ được hưởng cái lợi ích của từng loại thuốc một, nếu mà chúng ta chích loại này hoặc loại kia. Nhưng mà dù hưởng thế nào chăng nữa thì với cái chích ngừa như thế này đó, chúng ta cũng đã giảm thiểu được sự lây nhiễm, cũng như là chúng ta sẽ giảm thiểu được sự nguy hiểm của khi mà chích con cúm vào đó, mà chúng ta sẽ không bị cái con cúm Vũ Hán thật nó tác động và gặp nguy hiểm, nó giảm đi rất nhiều. Và bây giờ chúng ta trở lại cái vụ cúm Vũ Hán, cái vụ điều tra cúm Vũ Hán của cơ quan của cái tổ chức y tế thế giới WHO, viết tắt là WHO của Liên Hiệp Quốc. Thì các cái viên chức điều tra của cái tổ chức này nói rằng là họ đang đi tìm kiếm những cái tin tức liên quan tới một cái chợ thứ hai ở tại thành phố Vũ Hán, mà sau khi đã xác nhận rằng là cái người bệnh nhân đầu tiên đó, tức là cái bệnh nhân mà gọi là patient zero đó, cái bệnh nhân đầu tiên đó tuyên bố là bố mẹ của ông ta đã đi shopping tại cái chợ đó. Thì như quý vị biết, khi mà cái phái đoàn này trở về thì họ không có nhận được một số những cái tin tức, nhưng mà những cái ngày cuối cùng thì họ được phép phỏng vấn cái người mà được tình nghi là cái bệnh nhân đầu tiên mà nó gây ra cái con cúm Vũ Hán này. Ông này tên là Chen. Chúng ta cũng dễ rất là ấy, họ không có nói nguyên cái tên họ giấu, họ chỉ nói cho cái tên ông này là Chen, Chen. Ông này 40 tuổi, ông ta là một cái người tư chức bình thường thôi. Thì người ta xem lại cái tiểu sử của ông này cũng chỉ là một cái người bình thường, ông không có những cái hoạt động gì mà nói, ông không có đi leo núi hay là đi trượt tuyết giống như là những cái người dân khác ở tại cái tỉnh Hồ Bắc. Tức là ông ta có một cái đời sống rất là gọi là không biết nói sao, tiếng Mỹ gọi là đâu, tức là sống rất là kêu rất là bình dị, tức là có thể nói là xài một cái danh từ mà nó đúng nghĩa là ông này là một cái người rất là cù lần. Tối ngày ông đi làm việc về rồi thì ông chỉ có chơi lên theo dõi internet thôi. Lý do mà tại sao người ta phải nói tới những cái đặc tính và cái cá tính của cái ông này để người ta tìm thử coi rằng là ông này ông đã đi đâu trước khi ông ta bị bệnh. Thì như chúng ta đã biết, cái phúc trình mà của chính quyền Trung Cộng đưa cho các cái chuyên viên của tổ chức Liên Hợp Quốc, thì cái bệnh nhân đầu tiên này đó, biết là cái bệnh nhân đầu tiên này đã không có đi tới cái chợ cá Vũ Hán, mà cái nơi mà cho tới giờ phút này tất cả trên toàn thế giới vẫn tình nghi là cái nơi mà xuất phát cái con cúm Vũ Hán. Ngoài trừ cái lý thuyết nói rằng là nó xuất cái con cúm Vũ Hán nó xuất phát từ cái lò thí nghiệm như anh ấy đã nói, thì hiện tại tổ chức y tế của Liên Hiệp Quốc thì họ loại trừ cái giải pháp là nó xuất hiện từ cái phòng thí nghiệm, và họ cũng loại trừ cái giả thuyết
là của chính quyền Trung Cộng đưa ra, tức là nó xuất phát từ những cái thịt đông lạnh mà nó nhập cảng, chính quyền Trung Cộng đã nhập cảng vào. Và người ta nói rằng là nó có thể lây lan từ những cái con thú, nhưng mà tới bây giờ thì người ta không có đủ những cái dữ kiện để cho thấy rằng nó lây lan ở tại cái chợ cá và cái chợ bán giả thú đầu tiên, bán thú rừng đầu tiên mà quý vị đã biết là gọi là chợ Vũ Hán. Ở tại Vũ Hán nó có tới 40 triệu dân, và tức là cái tỉnh Hồ Bắc, và riêng tại cái thành phố Vũ Hán thì nó có 11 triệu dân, và nó có vào khoảng 4.000 cái chợ ở đó. Thì người ta nói rằng là bây giờ nó có một cái chợ thứ hai, là cái nơi mà bố mẹ của ông này đã đi chợ. Cái người bệnh nhân đầu tiên là cái ông Sen này đó, thì ông phát người ta phát hiện là ông có cái bệnh cúm này vào ngày 8 tây tháng 12 năm 2019. Thì quý vị thấy đó, nhưng mà mãi tới tháng giêng tháng 2 thì chính quyền Trung Cộng mới hô toán lên là cái cúm Vũ Hán. Nhưng mà người ta nói rằng là cái việc mà lây lan ở cái chợ thứ hai này thì nó có thể xảy ra vào cái ngày 1 tây tháng 12 của năm 2019 thôi. Vâng, sở dĩ mà chúng tôi đi vòng vòng như thế, lý do bởi vì chúng tôi muốn cho biết rằng cái cơ quan WHO đó, khi mà người ta điều tra thì người ta sẽ phải điều tra như thế nào. Và trong cái khi mà điều tra như thế, người ta đưa cái một người mà người ta giấu cái tên, chúng ta gọi là tạm giấu tên, bởi vì cái yếu tố về bí mật của một bệnh nhân, người ta muốn đổi tên, tại nhà có thể người được gọi là F1, F2, F3, vân vân, hay là John Doe gì đó. Thì đấy là cái tên mà chúng ta biết đại khái qua cái việc mà người ta nói như thế. Nhưng mà tất cả những cái mà cơ quan WHO đi điều vòng vòng điều tra như thế, rồi cuối cùng thì cơ quan WHO sẽ bảo rằng cái này không phải do từ cái phòng thí nghiệm, tất nhiên là đã gọi là xóa cho Trung Quốc cái tội thứ nhất ấy, có thể là cái tội mà chính Trung Quốc đã dùng cái con này làm vũ khí sinh học, hoặc là cái tội mà nhẹ hơn tí nữa là lỡ để mà nó leak từ cái phòng thí nghiệm ra. Cho nên sau khoảng thời gian hơn một năm trời mà Trung Quốc mới cho cái cơ quan WHO tới điều tra. Điều đó cho thấy rõ ràng là với cái thời gian một năm trời thì cái người nào mà tạo nên những cái tội ác đó, người ta có khả năng để mà xóa tất cả những dấu tích. Bây giờ muốn moi lại giống như là mình tìm những cái mỏ kim đáy nước ấy, thì nó rất vô cùng khó khăn. Cho nên có một cách ấy, thì người ta thấy rõ một điều là tại sao cái chuyện đó nó xảy ra, mà tại sao Trung Quốc trong thời gian vừa rồi giấu không cho thế giới biết và Mỹ đến điều tra, đến để giúp, và tại sao nó xảy ra trong cái giai đoạn đó thì chỉ có ở tỉnh Vũ Hán nhiều nhất, và tại sao thì những người dân ở khu vực Vũ Hán ấy không được đi sang các khu vực khác của Trung Quốc mà chỉ được đi trở lại Hoa Kỳ và Âu Châu, và tại sao thì trong thời gian xảy ra, có thể xảy ra đại dịch đó, thì tất cả những cái dụng cụ vật liệu y tế của Hoa Kỳ và các quốc gia khác được bí mật những người Trung Quốc mua đem về bên Trung Quốc rồi sau đó bán lại cho các quốc gia khác. Vậy thì nó nằm cái âm mưu nào? Tất cả những cái vấn đề đó chúng ta đặt ra để mà đòi hỏi Trung Quốc phải giải thích, thì lúc đó chúng ta sẽ biết rõ hơn. Chứ còn bây giờ coi cái WHO nó cứ đi vòng vòng, thì từ trước nay chúng tôi cũng vẫn cho quý vị thấy rằng cái cơ quan nó đi vòng vòng như thế nào, và nó đi vòng vòng như thế nào đó thì chúng tôi mô tả cho quý vị biết thôi. Bây giờ nó càng ngày nó càng có những cái tin tức khác biệt hơn trước, anh hiểu không? Ngày trước nó nói rằng là cái trọng tâm nó nằm ở trong cái chợ Vũ Hán đầu tiên, ok. Bây giờ nó nói rằng là bây giờ họ nói rằng là có thể có một cái chợ thứ hai, và các cái tổ chức WHO này muốn chính quyền Trung Cộng phải tiết lộ cái tên của cái chợ thứ hai này. Tới giờ phút này người ta vẫn chưa biết cái chợ thứ hai này là chợ thứ hai nào. Nhưng mà khi cái lời khai của cái ông bệnh nhân đầu tiên đó, thì ông nói bố mẹ ông ta đi tới cái chợ thứ hai, có đi chợ đó. Lý do là tại vì khi điều tra cái ông Chen đó, là cái ông bệnh nhân đầu tiên đó, thì cái ông này ông không bao giờ đi ra ngoại quốc, không có đi đâu hết, và ông cũng không có đi tới cái chợ Vũ Hán đầu tiên, tức là cái chợ cá đó, ông không có đi, không có dính gì tới cái đó hết, mà ông bị Covid đầu tiên hết. Thành ra người ta nói rằng là có thể bố mẹ của ông, cái chuyện này nó gần giống như là một cái chuyện trinh thám vậy đó. Bố mẹ của ông thì lúc ông khai ra, ông nói ồ, bố mẹ tôi có đi một cái chợ
ABC nào đó, nhưng mà tới giờ phút này chính quyền Trung Cộng chưa có cho tổ chức Liên Hiệp Quốc biết cái tên của cái chợ thứ hai. Trong tương lai thì thế nào chúng ta cũng sẽ biết cái tên cái chợ thứ hai, nhưng mà tới giờ phút này thì chưa biết cái chợ thứ hai. Thì bố mẹ của cái ông Trang đó đi tới cái chợ thứ hai, khi tới cái chợ thứ hai thì ông về, thì bây giờ nó lại thêm một cái tin nữa là khi mà chính quyền sở y tế, những cái chuyên viên y tế của Trung Cộng đó thử nghiệm bố mẹ của cái ông bệnh nhân đầu tiên này, thì bố mẹ ông này là âm tính, tức là negative, tức là không có dương tính, tức là không có bị lây nhiễm. Rồi tiếp tới đó thì họ nói là ở cái thời điểm mà thử hai cái bố mẹ của cái ông bệnh nhân này đó, thì họ không có biết là cái bệnh COVID là cái gì, cho nên cái việc testing đó nó không có những cái phương tiện testing của bây giờ, mà nó testing COVID bây giờ, hiện đại bây giờ, tức là PCR. PCR là cái gì thưa quý vị? Cái test, cái thử nghiệm PCR có nghĩa là nó có thể khám phá ra là mình có hiện tại bây giờ mình có bị lây nhiễm COVID hay không. Giống như quý vị đi ra thọc cái cây vô trong lỗ mũi của quý vị đó, thì nó thử, nó nói là quý vị có dương tính hay là không có bị nhiễm, thì cái đó là cái thử PCR. Cái thử thứ hai mà để mà biết được là trong quá khứ cái người đó có bị COVID hay chưa mà bây giờ lành hay không, thì phải thử gọi là antibody, phải thử cái máu không ạ. Thì họ nói rằng là khi mà thử hai bố mẹ của cái ông này đó vào cái thời điểm đó, không có gì hết. Không có những cái phương tiện này để thử. Và người ta nói là cái hồi mà đầu tháng 12 năm 2019 đó, thì chính quyền Trung Cộng không có những cái phương tiện này để mà thử. Thì hiện tại bây giờ cái nhóm chuyên viên của cái tổ chức Liên Hiệp Quốc này họ muốn tìm cái tên của cái chợ thứ hai này để xem thử coi là những cái con thú rừng nào được bán tại đây, và 174 cái trường hợp mà nó xảy ra từ hồi tháng 12 đó, thì có những cái trường hợp mà COVID nào nó dính líu tới cái chợ thứ hai này hay không thưa anh? Vâng, quý vị thấy không, khi mà đi tìm dấu vết của cái con cúm Vũ Hán này là chúng ta thấy rõ ràng là giống như chúng ta tìm là của việc gọi là trinh thám ấy, đi từng tí một rồi tới nơi phải điều tra cái người ở khu vực đó nữa. Ví dụ như là tới cái chợ mà chúng ta gọi là chợ thứ hai thì sẽ gặp, có thể sẽ gặp số người ở đó, phỏng vấn số người ở đó để biết từ từ rồi. Và vì vậy cho nên cái việc này, nếu mà mình lý luận bằng cách là tại sao thế này, tại sao thế kia, rồi quy vào Trung Cộng thì quá dễ dàng. Nhưng mà bây giờ làm sao để có thể biết rõ rằng cái con cúm này nó xuất phát từ đâu, như thế nào, và ai là cái người đã tạo nên nó, thì chắc chắn là nó sẽ phải khó khăn. Bởi vì điều tra được như thế rồi đó, thì lúc đó mới có thể quy vào cái trách nhiệm hoàn toàn cho một cái quốc gia nào đó, hoặc là phụ, hoặc là gọi là để cho cái quốc gia đó không còn bị trách nhiệm nữa. Vâng, nó khó khăn. Thì thưa quý vị, nói tóm lại là chính là cái tổ chức Liên Hiệp Quốc trong vài tuần nữa họ sẽ công bố cái bản phúc trình mà của cái cuộc viếng thăm 27 ngày hồi tháng rồi, mà trong đó thì bị nhốt hết 14 ngày, chỉ có 13 ngày đi điều tra. Thì khi mà có cái bản phúc trình đó, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Và hiện tại bây giờ thì cái tổ chức Liên Hiệp Quốc này họ muốn trở lại nước tàu lần thứ hai và đi tới cái chợ thứ hai để xem thử coi, và họ tình nghi rằng một cái loại trùng hương hay là một cái loại con thỏ, là hai cái loại con thú nó đã bị lây nhiễm và nó truyền từ đó sang cho người. Đó là cái câu chuyện trinh thám của COVID cúm Vũ Hán. Nó tới đây, tức là tới giờ phút này thì người ta tìm ra được một cái smoking gun số 2, có nghĩa là có một cái chợ thứ hai ngoài cái chợ Vũ Hán mà lâu nay chúng ta vẫn nghe. Và cái chợ này có thể là cái chợ, là cái nơi mà đã nguyên nhân gây ra cái bệnh Vũ Hán, cái bệnh cúm Vũ Hán này. Vâng, khi mà tìm ra cái chợ thứ hai đó thì chúng ta sẽ thấy rằng có thể cái cơ quan WHO sẽ đưa tới một kết luận, nhưng mà dù quyết định thế nào chứ nữa thì chúng ta cũng không có thể thỏa mãn được. Lý do vì dù là cái con cúm nói là do cái con
rơi hay con nào đó chờ nào chứ nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều tra và đợi tới năm 2024 khi mà Tổng thống Trump trở lại làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ 46. Tổng thống thứ 46 nhiệm kỳ đầu tiên của cái lần làm Tổng thống thứ hai thì có thể lúc đó có những cái vụ kiện Vũ Hán đối với chính phủ Tàu. Bởi vì chúng ta kết luận đưa này là khó lòng có con virus nó biến, nó người ta ăn dính vô rồi sau đó nó bắt đầu nó lại truyền cách nhanh chóng, nhanh chóng từ người này sang người nọ. Phải có một cách nào đó. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây và xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta đã thấy rằng là cái vấn đề Covid nó đã giảm thiểu rất là nhiều và chúng ta còn đã có những cái hy vọng là những cái thuốc chủng càng ngày càng nhiều, đúng như những cái điều mà hồi đó ông Trump ông tuyên bố, nhưng mà báo chí thiên tả đã nói là ông này tuyên bố một cách bậy bạ khùng điên không có cái gì hết, thì đưa tới những cái chuyện là có nhiều người đã chống đối và bất mãn với ông và đã không bỏ phiếu cho ông. Và cái kết quả thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một cái tương lai với một cái chính quyền mới nó rất là bấp bênh. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.